thầy xin chào tất cả các bạn nha à, bây giờ thầy sẽ giới thiệu thông tin ở lớp B2 này và thầy sẽ uh, khai giảng vào tháng đầu tháng 6 các bạn nha và khoảng giữa tháng 5 thầy sẽ bỏ thông tin chính thức cho các bạn quan tâm ở uh, đăng ký các bạn nha à, hiện tại thì rất nhiều bạn đã cho thầy số zalo uh, để mà khi thầy thông báo chính thức thầy sẽ báo cho các bạn nha rồi bạn nào quan tâm thì hãy cho thầy số zalo nè inbox trong page để lúc đó thầy báo cho các bạn bởi vì thầy sẽ chọn được một số lượng nhất định để thầy hướng dẫn cho các bạn nha, đồng hành cùng các bạn hỗ trợ các bạn trong suốt khóa học các bạn nha, rồi giải đáp thắc mắc cho các bạn và vân vân. Thì thầy sẽ nói sơ qua ở đây chính là cấp bậc trong tiếng Anh nè. thầy không chia ra lớp như là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 các bạn. bởi vì có những bạn lớp 6, lớp 7 thôi mà có thể học được trình độ B2, thậm chí là lớp C1 nè, Olympic 30 tháng 4 nè. Đó, à, trong lớp của thầy có khá nhiều bạn như thế này. À, các bạn cực kỳ xuất sắc, xuất sắc luôn. Và thông thường ở các bạn xuất sắc 1 thì phụ huynh sẽ xuất sắc 10 các bạn nha. Phụ huynh mới là những người cao thủ đứng phía sau ở à, các bạn học sinh xuất sắc của chúng ta. À, theo thầy là như vậy. À, bây giờ các bạn thì thầy à, sẽ giới thiệu sơ qua về cái tài liệu lớp học của chúng ta các bạn nha. Thầy đi sơ qua và Uh, thầy sẽ nói rằng rồi thầy sẽ nói chi tiết là trong lớp học mình sẽ học cái gì các bạn nha đầu tiên thầy nói về tài liệu nè thì bạn sẽ có cái chuyên đề về uh, phonetic này các bạn nha đó ở uh, chuyên đề này à, uh, khoảng 100 trang tài liệu cho các bạn thầy có uh, phần lý thuyết cho các bạn nè và thầy có rất nhiều bài tập cho các bạn nha rồi uh, rất nhiều bài tập cho các bạn nè mà bài tập này thầy tổng hợp từ những đề thi chuyên anh học sinh giỏi chính thức của khắp các tỉnh thành nha. Đảm bảo rằng khi bạn hoàn thành xong cái chuyên đề này và bạn ghi nhớ cho thầy khoảng chừng trên ở uh, 70% thì bạn hoàn toàn có thể chinh chiến được bất kỳ cái uh, cái đề thi nào mà có cái phần này ở uh, các bạn nha. Rồi. Một số bạn thì kết hợp lớp B2 này ở uh, với lớp C1 uh, C1 Hà Nội hoặc là lớp C1 thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Còn một số bạn thấy lớp B2 thì nó hơi khó chút xíu thì bạn kết hợp với lớp B1 cho thầy. Đừng nghĩ B1 là dễ nha. B1 thầy không có dễ đâu nhưng mà nó rất là hay các bạn nha. Nó cực kỳ hay, cực kỳ hay đó các bạn. Bởi vì tài liệu của thầy là tài liệu thực tế và thực chiến các bạn nha. Ở đây chính là chuyên đề phonetic và các bạn yên tâm rằng thầy có những lớp khác nhau và tài liệu là nó khác nhau thầy không dám nói nó khác nhau một trăm nhưng nhiều khi nó trùng nhau nhưng mà không quá năm phần trăm các bạn nha ở đây các bạn nè ở trong chuyên đề số 1 thì chúng ta sẽ qua chuyên đề đọc hiểu bạn nha ở đây thầy sẽ có cho các bạn rất nhiều bài tập và thầy và các bạn sẽ nhìn qua cái phần lý thuyết các bạn nha và chúng ta sẽ làm những cái dạng đọc hiểu mà các bạn hay gặp ở trong ở cái bài thi các bạn nha đó ở đây chính là ở chiến lược làm bài thi nè thầy có dạng đọc hiểu một nè, thầy và các bạn sẽ làm và dạng đọc hiểu hai, à, dạng đọc hiểu ba đó chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau à, từng dạng một và à, sau đó thì những cái dạng tiếp theo á thì các bạn sẽ ở những cái phần tiếp theo á thì các bạn hãy làm và thầy có đáp án cho các bạn check và thầy sẽ hỗ trợ các bạn khi bạn cần thầy các bạn nha họ đọc hiểu nha à, tiếp theo các bạn nè À, chuyên đề số 3 của chúng ta các bạn chính là chuyên đề về tự vựng. Rồi, từ vựng là một cái chuyên đề cực kỳ là quan trọng. Nếu bạn không có từ vựng bạn làm đề thi bạn cảm thấy rất là khó khăn các bạn nha. Dù cho từ vựng các bạn có thể học ngay trong những cái đề thi, ngay trong những cái chuyên đề nhưng thầy vẫn có một cái chuyên đề uh, riêng để cho các bạn làm bài tập theo chủ đề à uh, các bạn nha. Đó. Rồi, thầy sẽ nói sơ về trước các bạn bởi vì nó dài dòng lắm. Đó. Rồi chuyên đề số 3 xong thầy sẽ qua chuyên đề số 4 các bạn nha chính là word form rồi cũng tương tự những chuyên đề khác thầy tổng hợp từ destination cho các bạn nè từ FCE cho các bạn nè và những đề thi học sinh giỏi chuyên Anh các bạn nha đó à, đối tượng lớp học của chúng ta sẽ là những bạn mà muốn thi chuyên Anh à, vào lớp 9 nè rồi à, các bạn muốn thi học sinh giỏi lớp 8 lớp 9 ở à, các bạn nha hoặc là bạn có trình độ B1 vững và bạn muốn học để mà nâng cao uh, cấu trúc câu từ vững để phục vụ cho những cái kỳ thi uh, sau này uh, của các bạn nha. Rồi. Uh, nếu như bạn nào mà với mục tiêu là thi chuyên Anh, thi học sinh giỏi vào năm lớp 9 thì khóa học này sẽ phù hợp uh, cho các bạn cực kỳ nha. Quật phóng bạn nè. Xong các bạn, tới chuyên đề số tiếp theo. Là chuyên đề số 5 Đây chính là chuyên đề chi thị các bạn nha Rồi, à, chuyên đề chi thị Ở đây thầy tổng hợp cho các bạn Về à, chuyên đề chi thị Và những đề luyện tập Từ những đề thi à, học sinh giỏi Chính thức các bạn nha Rồi, đó, đây chính là chuyên đề chi thị Rồi, một chuyên đề Rất là quan trọng luôn à, Sau đó thì chúng ta sẽ tới số 6 nè Đây chính là chuyên đề tìm và sửa lỗi sai nha à, Cái phần này mà bạn Mà không làm đó thì bạn thấy rằng uh, cái cái bài tập nào nó cũng như nhau các bạn uh, ý thầy nói rằng bạn nhìn qua bạn đọc chữ qua bạn khó phát hiện lỗi sai lắm nếu như bạn không có sự luyện tập thì ở đây thầy tổng hợp cho các bạn từ rất nhiều dạng bài tập nha đó trừ rất nhiều dạng bài tập từ những đề thi chuyên học sinh giỏi thầy gom lại cho các bạn uh, để các bạn uh, có thể tỏa sáng các bạn nha rồi để mà khai thác được uh, tối đa cái năng lực của các bạn uh, cái khả năng của các bạn. Thì chắc với các bạn một điều rằng nếu như bạn hoàn thành hơn ngàn trang tài liệu của lớp học này. Và bạn chăm chỉ bạn ngồi hàng đêm với thầy trong vòng 4 tháng thì bạn có khả năng rất là cao để mà thi có giải học sinh giỏi và chuyên anh các bạn nha. Các bạn nha, bởi vì thầy à đã có rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này và rất nhiều bạn à trong lớp của thầy đã đặt những cái giải rất là cao các bạn nha. Rồi, à, chúng ta chỉ có một cái à, cái con đường các bạn, duy nhất là chúng ta chăm chỉ chúng ta rèn luyện, chúng ta luyện tập và chúng ta học. Đó và có người hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn. Ở à, đây chính là chuyên đề số 6 nè. Còn chuyên đề số tiếp theo các bạn, à, số 7 đây chính là viết câu các bạn. Một chuyên đề cũng cực kỳ quan trọng luôn. Thì cũng tương tự các bạn, thầy sẽ có nhiều dạng viết câu cho các bạn nha. Đó, thầy ví dụ đây là dạng viết câu sắp xếp sắp xếp nè đó à, không phải là à, cái phần viết câu kia thôi đâu các bạn mà chúng ta sẽ có nhiều dạng nha rồi à, sắp xếp sắp xếp rồi thêm chữ vô rồi mới cuối cùng là mới tới cái này nè đó đây này nè đó để cho các bạn luyện tập các bạn nha những câu của thầy có sự tuyển chọn à, cho các bạn học rồi có đáp án cho bạn check và à, có sự hỗ trợ của thầy à, khi bạn à, hỏng khi bạn cần sự giúp đỡ của thầy nha đó, đó. thầy tổng hợp từ rất nhiều đề thi chuyên trong đây cho các bạn làm các bạn nha rồi phải là tới mấy trăm đề thi đó các bạn rồi thì ở uh, xong số 7 thầy sẽ qua cái số 8 các bạn nha rồi số 8 đây các bạn nè thì praise verb một chuyên đề cực kỳ quan trọng nha đó thầy có bài tập cho các bạn nha cho uh, các bạn nè tổng hợp từ dash nè tổng hợp từ đề thi học sinh giỏi cho các bạn ăn no chỉ làm praise verb và những đề thi uh, chuyên cho các bạn nha các bạn nha đó chuyên cho các bạn nè à, để các bạn làm những cái phần này có đáp án cho các bạn chắc nha số 8 xong tới số 9 close test từ Cambridge các bạn rồi thầy tổng hợp cho các bạn từ Cambridge nè từ những đề thi chuyên anh học sinh giỏi các bạn nha rồi và những đề thi à, xịn sò nhất các bạn nha đó à, bảy quyển Cambridge FCE thầy bỏ vào trong đây cho các bạn làm đó bạn thấy không mà bảy quyển thì chỉ có 28 trang à uh, 28 bài và chỉ có khoảng 14 trang mà thầy có 79 trang bài tập cho các bạn. Rồi, có nghĩa rằng nhìn như vậy cho bạn làm. Bạn nào mà học uh, không có nhiều không có nhiều thời gian là làm bài tập á, thì sẽ không kịp đâu nha. Thì chuyên đề Word Patterns các bạn nha, là một cái chuyên đề mà gọi là uh, kết hợp từ trong tiếng Anh, không phải chữ nào nó cũng đi đôi với nhau các bạn nha. Đó. Thì đây để cho bạn luyện tập Thầy tổng hợp từ DAS B2, từ những đề thi và rất nhiều nguồn tài liệu các bạn nha. Đó, à, vừa giới từ vừa quật ba tình ở trong đây các bạn nha. Đó. Rồi thầy nói sơ qua về cái chuyên đề cho các bạn nha. À, số 10 nè. Tới số 11. Đây chính là Cardical Test các bạn nha. Cũng từ Cambridge và cũng từ những đề thi học sinh giỏi à, chuyên anh chính thức các bạn nha. Để mà à, cho các bạn làm. Các bạn tỏa sáng Thì xong cái số 11 Thì thầy sẽ qua cái số 12 Đó là mặt tiêu rồi 12 các bạn Thì chúng ta sẽ qua cái số 12 Đây Số này số 12 các bạn Thầy Thầy đánh số nhầm Thì đây chính là chuyên đề về ngữ pháp các bạn nha Rồi thầy tổng hợp bài tập cho các bạn Từ ở trong destination nè Và à, những cái dạng bài tập trắc nghiệm Ở trong những cái đề thi đó các bạn Đó à, Thầy lấy từng khúc từng khúc từng khúc ra những trong những đề thi ra à, Để cho các bạn làm nha Chuyên Anh Vũng Tàu, chuyên Anh Tâm lùm hết Quá trời trong đây các bạn nha à, Quảng Ngãi, Quảng Gì Tâm lùm hết Đó các bạn Rồi xong kéo xuống một cái à, Một cái Vấn đề quan trọng các bạn Trong khóa học này Là những bạn nào mà chăm chỉ Ngồi với thầy từng đêm à, Cứ tới buổi vào Lớp học ngồi với thầy đó Thì bạn sẽ hoàn thành cái tuyển tập đề thi chuyên học sinh giỏi lớp B2 này. Mà thầy tổng hợp từ những đề thi chuyên học sinh giỏi mới nhất là năm 2021, 2022 các bạn nha. Và dĩ nhiên là chưa có hướng dẫn trên YouTube các bạn nha. Đó, cho YouTube tiếp. Thì ở trong cái tài liệu này các bạn nè, à cứ khoảng 3 đề thi bạn sẽ có một cái bài kiểm tra các bạn. Mà bài kiểm tra này khi bạn rảnh bạn tự làm và thầy sẽ gửi đáp án cho bạn check để bạn xem là bạn đạt bao nhiêu điểm nha Và ở trong cái tuyển tập đề thi này Thì thầy sẽ có phần nghe nè Thầy sẽ cung cấp cho các bạn Cái đáp án Nếu bạn nào nghe trước Thầy sẽ cung cấp cho bạn đáp án Để bạn xem là bạn uh, có nghe đúng hay không các bạn nha Và lưu ý nè Ở cái phần này thầy lấy từ những đề thi thực tế các bạn Nên thầy học ở grip Các bạn nha uh, Nhưng mà thầy nghe để thầy lấy đáp án cho các bạn Đó và đây chính là những cái đề thi nè, chính thức các bạn nha, sịn so nhất và có sự tuyển chọn của thầy các bạn nha. Và bạn có sự đồng hành của thầy, à, có sự giải thích của thầy. À cuối buổi bạn không hiểu thầy sẽ mở mic cho các bạn hỏi các bạn nha. Rồi, à trong, nếu bạn không tự tin về nhan sắc của mình thì bạn à, có thể không mở camera các bạn nha, nhưng bạn rất được khuyến khích mở camera các bạn nha có nhìn thấy nhau nó vui bạn hàng đêm hàng đêm tới buổi à, chúng ta sẽ làm những cái đề thi này và bạn chăm chỉ ngồi với thầy thì chúng ta sẽ xong khoảng hai mươi mấy đề thi này và có khoảng bảy đề thi chính thức cho các bạn luyện tập các bạn nha có file nghe có đầy đủ à, cho các bạn luôn đề thi thầy lấy từ những đề thi chính thức rất sình sò và nhiều khi bạn sẽ bất ngờ luôn các bạn nha và phải như vậy thì bạn mới đi thi được các bạn nha phải ở mức độ như thế này thì bạn mới đi thi được ở à, thầy quên nói tiếp các bạn nè à, cái phần essay á, thì thầy có đề và thầy sẽ có cho các bạn cái bài essay tham khảo thầy in trong đây luôn bởi vì thầy biết rằng á, nhiều bạn á, nếu in chỗ khác bạn ít khi bạn để ý tới nó các bạn nha đó phần nghe phần đồ đầy đủ ở trong đây để cho bạn tỏa sáng và thầy khẳng định với các bạn một trăm phần trăm rằng nếu như bạn nào mà hoàn thành cho thầy hơn 1.000 tài liệu này rất khó để hoàn thành hơn 1.000 tài liệu chỉ cần bạn hoàn thành cho thầy trên 70 và bạn nắm vững 70 và bạn hỏng vắng buổi học nào nếu bạn vắng thì bạn xem lại video thầy gửi cho các bạn sau đó thì bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng được trong ở cái kỳ thi chuyên và học sinh giỏi này ở các bạn nha đó rồi các bạn nha ờ, cái tài liệu của chúng ta nó khá là nhiều và cái đề thi của chúng ta nó hơi khó ờ, phải khó như vậy thì mới thi được các bạn lưu ý thầy phải khó như vậy thì mới thi được và trong khóa học này thầy định hướng cho các bạn là thi chuyên học sinh giỏi nên rất nhiều mục tài liệu nó sẽ theo cái hướng đó và nó sẽ không có uh, dễ chịu chút xíu nên nó đòi hỏi cái việc mà bạn à, chăm chỉ, bạn cố gắng, bạn nỗ lực à, các bạn nha. Và bạn có sự hỗ trợ của thầy các bạn nha. À, chúng ta chỉ học trong 4 tháng. Bạn nào mà chăm chỉ hàng đêm, hàng đêm ngồi với thầy thì chúng ta sẽ xong cái tuyển tập đề thi này. Và chúng ta sẽ xong khoảng 10% các chuyên đề. Và những chuyên đề thầy có đáp án thầy gửi cho các bạn để các bạn tự làm, tự kiểm tra. Thầy sẽ hướng dẫn cho bạn lối đi và đi được bao xa thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các bạn nha. Thì tiếng Anh thầy thấy rằng à, nó không có gì là bí ẩn, bí mật nhiều các bạn. Thầy ví dụ như thầy thiết kế cho các bạn 100 trang tài liệu của cái chuyên đề này. Thì bạn làm hết cho thầy 100 trang và bạn nhớ cho thầy cái phần lý thuyết trên 70% và những bài tập từ vựng bạn làm trong đây cũng nhớ trên 70 phần vì thì bạn đi thi 10 câu thì đảm bảo với bạn rằng cái việc mà bạn có đúng từ 7 câu trên 10 câu thì trong khả năng trong tầm tay các bạn nha đó tiếng anh đòi hỏi chúng ta làm bài tập nhiều luyện qua luyện lại nè làm tới làm lui xào tới xào lui tự nhiên như đó bởi vì bạn nào mà làm bài tập nhiều tiếng anh nhiều quá thì bạn thấy rằng cái đề thi của tỉnh này lấy một phần của tỉnh kia hay là lấy ở cái nguồn nào đó mà tự nhiên nó trùng hợp các bạn, đó rất rất nhiều nó trùng hợp nhau nha và rất rất nhiều những cái câu na ná nhau và khi chúng ta làm nhiều bài tập ở chúng ta sẽ gặp nhiều cái dạng như vậy và khi bạn đi thi á thì nó sẽ dễ dàng hơn rất rất là nhiều các bạn nha. Rồi thầy có lời khuyên cho các bạn nào mà quan tâm đến khóa học này của thầy nha, các bạn hãy khi mà thầy gửi thông tin á thì gửi thông tin trước cho những bạn báo thầy qua số zalo trước để những bạn Uh, quan tâm bạn đăng ký và thầy sẽ gửi thông tin còn lại một số lượng số lượng bạn còn lại uh, ở trên page thì bạn nào quan tâm thì khi thầy gửi bạn nên đăng ký sớm bạn nha bởi vì thầy sẽ nhận một cái số lượng uh, nhất định để thầy có thể hỗ trợ tốt cho các bạn để các bạn có thể học tốt nhất các bạn nha bởi vì các bạn biết rằng uh, chúng ta học trực tiếp qua zoom online nên là thầy chỉ có thể chỉ được một số lượng bạn tối thiểu và cuối giờ uh, giải đáp cho chừng khoảng 10 bạn là đuối rồi đó. Nếu bạn quan tâm khi thầy gửi thông tin nên đăng ký sớm vào đây bạn uh, lớp thầy sẽ gửi tài liệu cho các bạn và các bạn sẽ in tài liệu cũng tốn thời gian. Bạn in tài liệu bạn chuẩn bị bạn làm bài tập. Có tư thế làm bài tập và ở trong nhóm những bạn nào đăng ký sớm thầy sẽ gửi cho các bạn à, những ở cái cách để mà in tài liệu nè và những cái ở cái cách để mà in tài liệu là một nè à, sau đó thì thầy sẽ chỉ sơ qua về cách học rất nhiều ở trong thứ trước ngày khai giảng thầy đã làm rồi không phải là chờ ngày khai giảng thầy nhau có thầy chỉ cho các bạn các bạn thầy là người proactive à, gọi là proactive các bạn đó chứ không phải là inactive. Có nghĩa rằng chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn để các bạn chiến đấu các bạn nha. Để các bạn có một cái tư thế vững mạnh tới ngày vào học thì lúc đó chúng ta làm râm 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 xử lý vấn đề chứ không phải là vào đó thầy đó nữa Ồ A rồi B rồi C rồi... các bạn tốn thời gian cho các bạn. Bởi vì thầy biết các bạn là những bạn học sinh rất là xuất sắc. Những chuyện như vậy phí thời gian của các bạn. Ở các bạn nha. Rồi, phí thời gian của các bạn Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều Và thầy mong muốn Hẹn gặp các bạn Ở trong cái khóa học Này, vào tháng 6 bạn nha à, Xin cảm ơn tất cả các bạn Đã theo dõi video của thầy Hẹn các bạn vào tháng 6 các bạn nha Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn